Yên Phương Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong đêm tiệc đêm lâm viên do Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Lâm viên là một ngọn núi cao nhất của Đà Lạt, có mây mù và sương phủ quanh năm. Tất cả các tân khóa sinh trước khi trở thành sinh viên sĩ quan năm thứ nhất phải chinh phục được ngọn lâm viên. Đó là niềm kiêu hãnh đầu đời của các sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Vì thế, niềm lâm viên là tên gọi cho buổi tiệc đoàn tụ của gia đình võ bị hàng năm. Thưa chú, thì đặc biệt là trên cái cầu vai áo của các chú lúc nào cũng có alpha, thì biểu tượng của alpha nó ý nghĩa như thế nào thưa chú? Cái biểu tượng mà trên cầu vai là alpha biểu tượng cho là một sinh viên sĩ quan của một trường võ bị hoặc là một trường trừ bị. Riêng cái cầu vai màu nó nói lên là màu đỏ, nó lên là trường võ bị quốc gia Việt Nam. Mình là một cái lớp hậu duệ của trường võ bị quốc gia Đà Lạt, và khi mình thành lập một cái hội thanh thiếu niên đa hiệu như vậy thì với mục đích như thế nào thưa chị Tú? Thì cái chánh mà để thành lập cái hội thanh thiếu niên đa hiệu, actually là hội này đã thành lập là cũng trên 20 năm rồi, là cái đoàn đầu tiên là ở Pennsylvania. Dạ, thì lý do thành lập cái đoàn là coi như con cháu hậu duệ của võ bị Đà Lạt, thì muốn là nối lại cái truyền thống của con cháu để mà duy trì cái tình võ bị. Thưa chị, thì sau từng ấy năm mình hoạt động và cũng như sinh hoạt với các cô các chú, thì chị thấy cái sự phát triển đặc biệt là riêng của hội võ bị Đà Lạt cũng như thanh thiếu niên đa hiệu tại vùng Hoa Thành Đốn mình như thế nào ạ? Theo như tôi thấy thì là về hội võ bị Đà Lạt thì là như mấy chú cũng lớn tuổi thì cũng càng ngày càng mất đi một số người, nhưng mà nói chung thì tình tự võ bị vẫn luôn luôn gắn bó. Còn về đoàn thanh thiếu niên đa hiệu của vùng Hoa Thịnh Đốn thì Tú chỉ biết là từ hồi năm 2016, thì lúc đầu thì cũng hơi có khó khăn mà để thu gọi member, nhưng mà sau này rồi là rất là vui mừng, là tại vì mới 2 năm thôi mà đã được khoảng 30 thành viên và đã có thể là duy trì được cái tình tự võ bị. Đó là ý mong muốn của mấy chú, mấy bác. Chương trình bắt đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm. Kế đến là đồng ca võ bị hành khúc. Sau đó, ông Huỳnh Văn Tốt có đôi lời chào mừng quan khách. Thay mặt các cựu sinh sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận, chúng tôi xin cảm ơn quý khách, quý nhân trưởng, quý chiến hữu, quý hội đoàn và quý thân hữu đã dành thời giờ quý báu đến đây tham dự buổi tiệc đêm lâm viên được tổ chức hàng năm của chúng tôi. Cô, thì bắt nguồn từ đâu mà các cô quyết định thành lập ra cái hội phụ nữ lâm viên của võ bị Đà Lạt, đặc biệt là cô, các cô đều là những phu nhân của võ bị Đà Lạt, thì bắt nguồn từ đâu cô, các cô tổ chức ra cái hội phụ nữ như vậy ạ? Dạ, thật sự đó là phụ nữ lâm viên là chúng tôi là chỉ là những người nội trợ của mấy anh, nhưng mà sau khi thành lập thì càng ngày thì chị em góp tay lại làm đông, thành ra chỉ bầu lên một người giống như cái group leader thôi. Thì lấy tên, cái lúc trước thì vẫn có cái đoàn phụ nữ lâm viên, nhưng mà về sau đó thì các cô mới đề cử lên một người giống như cái group leader để mà sinh hoạt, và giống như là để cho có dịp mà mình có một người để nói cho nó dễ, và
sinh hoạt nó cũng dễ hơn, chứ cũng không có phải là cái cấp bậc gì cao lắm. Dạ, chỉ là một cái người đoàn trưởng của phụ nữ Lâm Viên thôi. Dạ. Kỳ này Lập phải tham gia để mà làm hậu vệ, để tiếp nối những năm tới. Vậy thì đây là cái năm đầu tiên anh tham gia trong cái đêm Lâm Viên của Trường Võ Bị Quốc gia tổ chức tại vùng Hoa Thành Đốn này hả? Mình tham gia cũng rất là nhiều lần, nhưng mà hôm nay mới là làm lính hậu vệ. Chương trình văn nghệ đêm Lâm Viên rất hấp dẫn, với những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, những bài hát đấu tranh và các bài múa của các phu nhân cựu sinh viên Trường Võ Bị và các thế hệ hậu vệ tiếp nối. Bài hát Thề Không Phản Bội Quê Hương kết thúc chương trình văn nghệ với lá cờ vàng phất phới khắp khán phòng, làm cho không khí ấm tình đồng hương, tình huynh đệ chi binh và cao hơn cả là tình yêu đối với quê hương Việt Nam thân yêu. Đêm Lâm Viên với chủ đề Trả Ta Sông Núi kết thúc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong đêm tiệc đêm lâm viên do Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Fort George, Virginia.